khai trương phố đi bộ chợ đêm Sài Gòn Grand Park thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình chợ đêm phố đi bộ Sài Gòn Grand Park được quy hoạch, thiết kế, tổ chức và vận hành bởi một đơn vị chuyên nghiệp. Đã từng có những chợ đêm hoạt động thành công như phố đi bộ Grand Uôn Phú Quốc trở thành điểm vàng trên bản đồ du lịch Việt Nam. Kết hợp với vị thế của một đại đô thị như Vinhome Grand Park. Khác biệt so với các khu chợ đêm phố đi bộ khác, phố đêm ẩm thực Sài Gòn Grand Park còn được bố trí những địa điểm xem chuỗi show diễn âm nhạc, nghệ thuật đường phố. Tạo nên một không gian sinh hoạt cộng đồng đầy cảm hứng, sôi nổi và náo nhiệt. Một Vinhome Grand Park thân thiện và phồn hoa, khi ghép nối cùng với sự xuất hiện của các khu chợ đêm và phố đi bộ, chắc chắn sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ góp phần thúc đẩy giá trị của các khu shop house, shop thương mại đích phụ Vinhome Grand Park xung quanh. Chợ đêm phố đi bộ Grand Park với hình thái mới đầy sức sống về đêm này, còn đầy hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội đầu tư kinh doanh tuyệt vời, giúp những cư dân nội đô nhanh chóng hòa nhịp nền kinh tế đêm dành cho bất kỳ ai quan tâm. Đừng quên ngày khai trương 24 tháng 12 năm 2022 nhé! Thông tin bất động sản, alocanhosg.com sản xuất nội dung này.